Xin chào các bạn, quay trở lại với chương trình quay video của Thế Giới Máy. Như video lần trước, tôi đã test cho các bạn chiếc máy thái thịt, và hôm nay tôi sẽ test cho bạn chiếc máy xay thịt này. Đầu tiên thì ta sẽ cấp nguồn điện cho máy, sau đó thì bật công tắc, máy sẽ chạy và ta sẽ cho thịt vào. Sau khi đạt đến độ nhuyễn cần thiết thì ta sẽ tắt công tắc và lấy thịt ra. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Như vậy là tôi đã test xong chiếc máy xay thịt của chúng ta và đây là thành phẩm. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy đến với Thế Giới Máy hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Đừng quên like và theo dõi kênh video của chúng tôi để có thêm nhiều thông tin hữu ích. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.